Bữa nay ăn mồi bén nha. Con này là con mực nang. Con này như là 31 đô cả nhà. Đây là 30 đô nha. Mực nang này lon ướp rằng lon nướng nha cả nhà. Buổi chiều này đẹp lắm luôn, giờ ướp nướng. Mình cho sa tế. Còn cái này là muối tiêu nha cả nhà. Muối tiêu này là của bên Việt Nam xách qua nha cả nhà. Việt Nam xách tay qua đó. Giờ luôn cho bột tỏi, bột hành. Này là ớt ngọt paprika cả nhà. Cho thêm xíu dầu. Giờ thì trộn đều lên. Còn cho thêm miếng dầu hào nữa cả nhà. Cho đậu quá chứ luôn. Giờ cho thêm hành tây, cắt miếng bự bự nha. Ớt chuông. Giờ trộn bên cái nửa ớt này luôn, cắt làm đôi rồi. Rồi xong rồi đó nha. Rồi. Rồi dở ra. Vô, trời ơi thơm quá trời. Thơm dở nguyên con mực luôn. Con mực này, ơi. Con mực này là gần 1 kg rưỡi, cho lặt cái kia lại cha. Ừ. Đó, cắt cho nó ướt cho nó thấm như con mực nang đó. Rồi bây giờ để chờ cái bếp nó nóng rồi để lên nướng. Ồ, quá trời dày. Mực này 1,5 kg rồi mẹ. 1,5 kg đó. Quá trời dày. Đưa năm lên tivi. À, con uống không mà gót? Con có uống không? Con có uống không? Nó uống bằng nhìn cho nó uống nhìn. Nhà bên sân, thành kia. Hello, xin chào cả nhà. Đang xem kênh YouTube Long Kitchen. Nay Long mời cả nhà ăn cái món mực nang. Nước sa tế. Xuống đi con, để cho mẹ nói chuyện. Xuống đi con, ăn không? Hello. Hello, đi, hello, hello. 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 Oh, Nana, Nana. Nana, trông đưa con. Hello, xin chào cả nhà. Cái video bữa nay là có cha với mẹ của Long, mà mẹ Long không có muốn lên sóng thì có cha Long thôi, cho nên đây là chỉ có hai cha con với lại Vinh Sành là lên sóng.
chín cho cha chắc chín rồi quá. Ăn thử cái miếng nhiều rồi mình mở. Thì ông mời cả nhà nha. Chấm muối cho chanh và chim su. Chín cái gì? Chín giòn quá. Đây, ngon quá trời nha. Ừ, chín rồi trời. Âm hả? Con mới âm hả? Nè, từ từ. Trời. Mẹ đâu ăn rồi mẹ. Trời của con. Cắn cho luôn á mẹ. Dạ không? Dạ không? Gạt gạt lắm. Tới. Ngon không? Dạ ngon. Nhắm miệng. Rất ngon. Ngót chín rồi. Con mực nang này là 1,5 kg. Ôi, gần 1,5 kg 3 pound. Gần 1,5 kg nha. Ăn được gạt gạt đầu mà. Bỏ thôi. Bỏ hết, để hết vô. Đúng rồi. Nó. Tết này nó không cay nha cả nhà nè. Ngon. Nó cay, nó giòn, nó ngọt ngon. Ớt chuông mini. Cái mực này nó dày quá trời. Ăn sống thật luôn. Còn nhai à, dễ lắm. Quá trời dày. Còn nữa hả? Ra đi không? Nhả ra đi. Nồi đút khác con ăn nha, chịu không? Nồi đút khác con ăn nha. Bỏ cái hành vô. Con mật còn nữa vô. Hello. Mực này nó chín hả? Đừng dính nha. Dạ dính nha. Ướp đâu cài lên nè. Cài trong cài. Cài hả? Cài hơi á. Cho chấm cái này mà. Cho chấm chim su là nó cay phải rồi. Thơm quá. Con đếm đi, con đếm nè. Đếm nè. Con cần. Có hai tuần nay không có giao vô là do dọn dẹp nhà cửa này kia nọ rồi. Nên là không có giao video. Bây giờ ra từ từ được rồi. Này chính này mà. Ủa nước đâu mà lớn vậy? Sao quá.
cái con mới ăn hả trai? Đưa mẹ ăn chưa? Đưa mẹ có hả? Mẹ ăn cơm luôn. Nấu thấm mặt. Mặn không? Ăn cơm vừa ăn. Đây con nửa con mực còn lại. Nửa con mực còn lại đó cả nhà. Hello. Hello. Hòa dẹp luôn. Không ai uống gì hết. Ăn nổ mồi luôn. Lửa nó nhẹ lắm làm sao đó. Thôi đừng nướng nữa, hết rồi. Ồ nướng không hết luôn. Cho ăn cơm không, cho ăn mực đi. Ừ. Con làm gì vậy? Chết kìa không? Mày xuống đi. Nói ra. Con ngồi lên đi. Con ngồi mở trang fan cho bên Thành coi đi. Ừ. Điện thoại cho nó, cho mở cho nó coi cho. Cho lửa đó. Nướng đợt hai. Nướng đợt hai. Mày mày có uống đi mà. Màu tình yêu. Nước xanh. Ừ, có một giữ đi chiên. Tôi cắt cái này dữ vậy. Không quá.
Nửa đi, khúc nó đi. Vậy nó con chín. Ừ. Quá trời nó dày luôn rồi, con mực nó dày. Ngon quá trời con. Mày ngồi nghe gió luôn á. Quá trời con mực nó dày. Cái làm cơm nữa. Ngon quá trời đấu. Chắc vậy á. Vậy phải ăn đồ nướng. Ôi, tối nó bay rồi. Con rớt đau bụng. Đang làm bệnh. Ăn bệnh. Thôi kìa, đau bụng. Này chín thì nhiên. Chưa đồng nơi. Chín rồi đâu ơi. Còn bên đó nó chưa chín á. Để trước đi. Để cắt mỏng mỏng ra mới được. Mà cái này để nãy giờ chắc nó chín rồi đó. Mà ăn thử thôi, mà ăn thử cho chín ra. Miếng này nữa nè. Miếng nữa đó. Cái máy này, cái máy ép bánh mì của con á. Bánh mì mà đi ra nướng. Tôi phải làm nướng đâu, bánh đâu có nấu. Mà ăn nè. Để giờ lâu nước chảo. Miếng đó luôn á nè. Ừ. Đó, con mới để vô á, chưa trứng đâu. Này hả? Đấy không, mới để vô. Đúng rồi. Chùa có chuyện nó bay. Thơm quá. Một giờ nữa. Cắt cái khúc này. Cả nhà. Uống gì? 16 phút rồi đó. Tiêu. Cơm nhiều không mất ăn ngủ nè. Ôi ông nhìn bấy giờ. Hả? 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 Có chuyện chín rồi nè. Biết đây rồi, em chở. Ở bên này. Nè, bên đây chín rồi nè. Cắt cái đó đây đi. Cắt kéo. Chín không? Chín. Quá đẹp, quá đẹp. Bóc cổ luôn. Nướng thịt heo á. Mời nướng thịt heo. Thịt heo nướng chao cho. Nướng ăn lẹ nha.
Tôi nhanh nướng lẹ lên, không có mẹ. Mỏng hơn. Chà. Bự. Gì được rồi. Không nóng nóng nóng. Ồ nó được giòn không? Giòn dữ vậy đây hả? Quá ngon. Quá thì giòn. Ồ, quá thì giòn. Ngọt không cha? Ngon quá. Ngọt. Quá ngọt. Mực. Mời cả nhà ăn nha. Mực ngon quá trời cả nhà ơi. Mời cả nhà ăn nha. Nhập miệng luôn. Quá trời ngon. Bye bye cả nhà nha. No quá no rồi. Chào nhiều xuống. Quá nhiều rồi. Thì chào xuống. Chào tạm biệt cả nhà nha. Chúc cả nhà có một bữa cơm ngon miệng. Cảm ơn cả nhà đã quan tâm và theo dõi kênh Long's Kitchen. Chúc cả nhà có một bữa cơm ngon miệng. Đi sẵn thân xin. Bye bye con, bye bye con. Thank you for watching Long's Kitchen. Bye bye. Bye bye.